Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo khẩn gửi các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ ngày 12 tháng 4. Theo thông báo này, từ ngày 12 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chăm sóc giáo dục trực tiếp cho tất cả trẻ em đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, kể cả các cháu ở độ tuổi nhà trẻ. Tổ chức học tập trực tiếp cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại các cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu triển khai nghiêm các điều kiện bảo đảm an toàn phòng chống dịch và an toàn trường học, chú trọng bữa ăn bán trú nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức việc dạy học trực tiếp, giúp phụ huynh an tâm khi cho học sinh mầm non và tiểu học đi học.